án tử hình cho bà Trương Mỹ Lan chưa xong đâu. Thưa quý vị và các bạn, bản án dành cho bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã khép lại một trong các phiên tòa gây chú ý nhất lịch sử tư pháp Việt Nam. Thế nhưng vụ việc liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát là chưa kết thúc. Chiều ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát mức phạt 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham mô tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Trước đó, hội đồng xét xử đã đưa ra quan điểm đánh giá về hành vi phạm tội của bà Lan và 85 bị cáo khác, hầu như chấp nhận toàn bộ quan điểm cáo buộc của Viện Kiểm sát, bác bỏ hết quan điểm của các bị cáo và luật sư. Tòa xem xét rằng bà Lan có nhiều yếu tố giảm nhẹ như chưa có tiền án, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, có phẩm chất, nhân đạo tốt, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện và phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, bà bị cáo với vai trò cầm đầu, phạm tội có tổ chức trong một thời gian dài, với các biện pháp tinh vi, phạm tội có tổ chức, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng hoàn lại. Vì vậy, tòa đã quyết định xử phạt nghiêm khắc. Theo hội đồng xét xử, nhằm bảo vệ quyền lợi của các bị cáo, tòa buộc bà Lan và các đồng phạm phải chịu trách nhiệm về pháp luật đối với số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, bà Lan và các bị cáo phải bồi thường hơn 677.000 tỷ đồng. Tổng số nợ của 1.284 khoản vay liên quan đến nhóm của bà Lan và Vạn Thịnh Phát sau khi trừ đi một số khoản đã thanh toán sau thời điểm khởi tố còn là 673.000 tỷ. Bản án dành cho bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã khép lại một trong các phiên tòa gây chú ý nhất lịch sử tư pháp của Việt Nam. Thế nhưng vụ việc liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát là chưa kết thúc. Theo quy trình tư pháp, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm có quyền thực hiện việc kháng cáo để tiếp tục dẫn đến phiên xử phúc thẩm nhằm xem xét lại bản án đã tuyên ở cấp sơ thẩm cũng như đánh giá bổ sung các tình tiết mới, mà ở đó việc khắc phục hậu quả của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm sẽ là yếu tố để phiên tòa phúc thẩm xem xét có giảm án cho các bị cáo hay không. Thêm nữa, việc khắc phục hậu quả mà những sai phạm do bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây ra chắc chắn sẽ kéo dài từ vài năm cho đến vài chục năm nữa. Trong đó, việc giải quyết các tài sản mà bản án cấp sơ thẩm đã quyết định giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý là 1.122 mã tài sản đang được thế chấp. Nằm bên bờ sông Sài Gòn, tòa nhà Sài Gòn One Tower màu hồng là một trong hàng nghìn bất động sản của Vạn Thịnh Phát đã bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Trong quá trình điều tra, Bộ Công an cũng đã tạm giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan và nhiều tổ chức cá nhân khác. Trong số này có hơn 14 triệu đô la bà Lan chuyển cho Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village, nhằm mục đích nhận chuyển nhượng dự án Green Hill Quy Nhơn do Việt Nam làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương cũng đã tự nguyện chuyển gần 415 tỷ đồng, một phần trong tổng số hơn 120 triệu cổ phần của công ty mà bà Lan đã giao cho các cá nhân nắm giữ gần 70% vốn điều lệ. Các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ, tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu đô la, hạn chế giao dịch đối với số dư gần 790 tỷ đồng trong tài khoản mở tại SCB của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương. Có tổng cộng 1.237 tài sản bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Lan đã bị tạm kê biên, bao gồm một loạt tòa nhà ở các quận 1, 3, 5, 8, tài sản bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác giữa bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Tuần Châu, 857 triệu cổ phần thuộc sở hữu của bà Lan và các cá nhân khác đang đứng tên tại SCB, hơn 137 triệu cổ phần của 5 công ty thuộc sở hữu các pháp nhân, cá nhân đứng tên hộ bà Lan, một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô. Ngoài ra, ở giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu trái pháp luật từ năm 2018 đến năm 2020, chiếm đoạt khoảng 30.000 tỷ đồng của hơn 30.000 người dân. Ngoài ra, bà Lan và nhiều bị can còn bị điều tra tội rửa tiền. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các nghi phạm có liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ của 42.000 nhà đầu tư. Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn,
nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát. Từ đó cho thấy các hành vi vi phạm pháp luật của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm là cực kỳ nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền rất lớn cũng như ảnh hưởng đến số lượng nạn nhân lên đến hàng chục nghìn người. Qua đó cũng cho thấy sự khó khăn trong việc xử lý các hậu quả mà hành vi đó để lại là rất phức tạp, cần sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan nhà nước trong thời gian tới. Nhiều cán bộ bị kỷ luật, thôi chức, Quảng Nam sốc lại tinh thần đội ngũ cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đang tập trung, động viên, sốc lại tinh thần của đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương. Thời gian qua, nhiều cán bộ chủ chốt tại tỉnh Quảng Nam bị xem xét kỷ luật cho thôi chức vụ bởi có những vi phạm, khuyết điểm. Tỉnh ủy Quảng Nam đang tập trung thực hiện những giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, sốc lại tinh thần đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu cao ý thức, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu. Tỉnh ủy Quảng Nam vừa thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031. Tỉnh ủy Quảng Nam đã bổ sung quy hoạch 17 trường hợp, đưa ra khỏi quy hoạch 23 trường hợp, bổ sung tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy Quảng Nam đang tập trung hoàn thành việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và khắc phục vi phạm, khuyết điểm theo nội dung thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Qua rà soát 9 tổ chức đảng và 124 đảng viên vi phạm, khuyết điểm, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam đã tổng hợp báo cáo tự kiểm điểm của các tổ chức đảng, đảng viên, báo cáo thường trực tỉnh ủy cho ý kiến trước khi tiến hành quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật. Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, tỉnh đang tập trung công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, nhất là kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh và một số địa phương. Tỉnh Quảng Nam sẽ sắp xếp lại công việc đối với một số cán bộ lãnh đạo có vi phạm, khuyết điểm. Theo ông Lê Văn Dũng, hiện nay một bộ phận cán bộ đảng viên ở các sở ngành địa phương có biểu hiện sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ làm cho công tác điều hành của hệ thống chính quyền chậm lại. Lãnh đạo tỉnh tập trung động viên, sốc lại tinh thần của đội ngũ cán bộ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị địa phương. Ông Lê Văn Dũng cho biết, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam triển khai công tác kiểm tra thi hành kỷ luật một số tập thể cá nhân có liên quan đến các sai phạm, khuyết điểm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra để sớm chấn chỉnh những sai phạm, tồn tại, hạn chế. Tỉnh cố gắng không để những sai phạm, tồn tại, hạn chế này tái diễn. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần vào cuộc mạnh mẽ, có biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh lại kỷ luật, kỷ cương và sốc lại tinh thần của đội ngũ cán bộ, đảng viên thì mới vượt qua khó khăn và khắc phục được những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024.